Buổi lễ khai giảng của trường Trung học cơ sở Tây Sơn, quận Hải Châu diễn ra trong không khí rộn ràng. Năm học này, nhà trường có hơn 2.500 học sinh các khối lớp, trong đó có 673 em học sinh khối lớp 6 mới nhập học. Sau 2 năm phải tổ chức khai giảng trực tuyến do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, thì lễ khai giảng năm nay thực sự có ý nghĩa đối với không chỉ riêng các em học sinh mà còn với tất cả các bậc phụ huynh, thầy cô giáo, ban lãnh đạo nhà trường. Đây cũng là năm học thứ 2 mà thầy và trò trường Trung học cơ sở Tây Sơn triển khai và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cũng như các kế hoạch và chương trình của thành phố, của ngành giáo dục nhằm tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua, tiếp tục đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong dạy và học tại nhà trường.